Kính thưa quý lãnh đạo, ban giám khảo và quý vị đại biểu, em tên là Nguyễn Ngọc Thu Ngân, đến từ đơn vị xã Phước Thành. Xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiện nhất. Kính chúc hội thi được thành công tốt đẹp. Sau đây xin kính mời quý lãnh đạo, ban giám khảo và quý vị đại biểu cùng trải nghiệm miền Tây sông nước với Cồn Thái Sơn và những điều thú vị khi đến với nơi đây. Chúng ta sẽ được trải nghiệm đi thuyền lớn trên sông và thưởng thức trà mật ong và thưởng thức trái cây, nghe đờn ca tài tử và đi xe ngựa trên đường làng và chèo xuồng ba lá và tham quan lò kiện dừa. Cồn Thái Sơn với hệ sinh thái đặc trưng tiêu biểu của vùng sông nước miền Tây là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua. Cồn Thái Sơn còn có một cái tên khác gọi là Cồn Lâm và được gọi là thuộc ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và còn được đánh giá là viên ngọc sáng của vùng đất miền vùng Tiền Giang. Với diện tích lên đến 1.200 ha, đây là một cồn lớn nhất tại Tứ Linh, Long Lân, Quy Phụng. Cồn Thái Sơn với hệ sinh thái đặc trưng, tiêu biểu của vùng sông nước miền Tây là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua. Ấn tượng đầu tiên với không gian tại Cù Lao đó chính là cây xanh bao trùm cùng hàng loạt sông mưa rậm, mang lại không gian thoáng mát. Ngoài cảnh vật thiên nhiên, hệ thống mưa rậm đa dạng, Cồn Thái Sơn còn sở hữu mảnh đất màu mỡ với nhiều loại cây xanh, trái cây đa dạng lưu trữ nặng. Và bên cạnh đó, Cồn Thái Sơn còn có người dân rất nhiệt tình và nồng hậu, và khi đến đây chúng ta đều được ấn tượng dù là chỉ ghé qua một lần. Cùng với khí hậu còn xích đạo và nhiệt đới gió mùa nên nhiệt độ quanh năm khoảng 27 độ C rất phù hợp khi chúng ta tham quan Cồn Thái Sơn quanh năm. Và khi đến đây có thể trải nghiệm với Cồn Thái Sơn với nhiều hình thức khác nhau như là xe máy, xe khách hoặc là thuyền. Nhưng để có một cái trải nghiệm thú vị hơn thì chúng ta phải di chuyển bằng xe ngựa. Và khi đến với cồn, chúng ta không thể bỏ qua các hoạt động như là chèo xuồng ba lá, tham quan những vườn trái cây và các mương bắt cá. Tiếp theo là ghé thăm những làng nghề truyền thống. Thì ở với Cồn Thái Sơn thì có hai làng nghề truyền thống nổi bật mà du khách rất là thích thú khi đến đây trải nghiệm, đó là tham quan lò kiện dừa và nuôi ong để lấy mật. Rất lớn cho đến thời điểm hiện nay đã được hơn 100 năm tuổi theo lời kể của những người dân sinh sống lâu năm tại xứ dừa. Nghề này thì ra đời từ khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20. Dần dần lò kiện trở thành đặc sản nổi tiếng của xứ dừa với hương vị thơm béo mà không bất kỳ nơi nào sản xuất ra được cái hương vị này. Và cũng từ đó thì nghề kiện dừa hiện nay trở nên nổi tiếng và được khách thập phương tìm đến để tham quan khám phá mỗi khi có dịp đến đây du lịch. Thì theo thời gian các thương hiệu kẹo dừa cũng không được cải tiến, giá cho bao bì làm các hương vị và đa dạng hóa mẫu mã để phục vụ cho người dân trong nước và để xuất khẩu ra nước ngoài. Và đây là một món quà đặc trưng ở vùng đất này để du khách đến đây có thể mua về để làm màu quà tặng cho những người thân và bạn bè. Và có đặc điểm hơn thiên nhiên một loại có nhiều loại hoa từ bằng trái cây tươi tốt, thì người dân đã hình thành nghề nuôi ong lấy mật kết hợp với du lịch. Và khi đến với Thái Sơn, du khách có thể mở tầm mắt xem trực tiếp đàn ong và các lấy mật, có các sản phẩm đặc từ mật ong như là trà mật ong, sữa ong chúa, bóng hoa. Và tiếp theo chúng ta sẽ thưởng thức đồ ca tài tử và các món ăn đặc sản ở nơi đây. Khi đến với nơi đây thì khách du lịch thường
tiếng thôi. Bạn cũng là sợ rơ cho đến khi chứng tỏ hơn rồi là thà cái đất nước về cũng đánh giang về tích nhiều loại ra ra so với như là sợ lắm nước chấm hoa ngọt kết hợp thêm vị của đại phật và món ăn này sẽ khiến du khách lưu luyến về không nơi nào có được. Và tiếp đến là món ăn đậu cá kèo sẽ có thương thơm ngon từ cá tươi không có hơi thanh và nước đậu chua chua dễ ăn với thịt cá và rau thì cũng đa dạng. Đối với đồ ca bạch thử thì là một dòng nhạc dân tộc Việt Nam được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 5 tháng 12 năm 2013. Đến đây thì du khách có thể được nghe những nhạc lời ca ngân nga của người Nhân nơi đây trình bày mang bản chất dân tộc. Và khi thưởng thức món ăn thì cùng đó là chúng ta có thể lắng nghe được đồn ca tài tử và ngoài vai trò là một hội địa điểm du lịch nổi tiếng thì bên cạnh đó cũng thích luôn là một cù lao giữa dòng sông Tiền có thuận lợi về nuôi tôm cá và nghề nuôi cá bè đang phát triển mạnh vài năm trở lại đây để góp phần tăng thêm nhiều nông sản hàng hóa có giá trị cao đáp ứng nhu cầu xã hội và nhu cầu thu nhập cho gia đình và đặt thêm công việc làm cho các lao động tại địa phương. Về kinh tế vườn cũng vậy, hiện nay các nhà vườn Thái Sơn đã chủ động trồng những vườn cây chuyên canh phù hợp với thổ nhưỡng kết hợp để làm mồi du lịch sinh thái như là cam, mít, bưởi, sầu riêng và thanh trơn. Và với lợi thế du lịch nhà vườn kết hợp như vậy đang rất là thu hút các du lịch đến để tham quan như là trải nghiệm thực tế tại vườn hay trái cây.